trình âm nhạc giàu tính nhân văn Hát Mãi Ước Mơ mùa 3. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe và trải lòng với những câu chuyện thật giàu cảm xúc. Chương trình Hát Mãi Ước Mơ hy vọng là các bạn khán giả sẽ cùng lan tỏa thông điệp cất cao tiếng hát lấn át khó khăn đến nhiều người hơn nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai vị giám khảo vô cùng quen thuộc của chương trình, đó chính là nghệ sĩ Trấn Thành và ca sĩ Võ Hạ Trâm. Và đồng hành cùng với anh em của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là nhạc sĩ, ca sĩ Phạm Hồng Phước. Và lần này anh đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ thì anh có biết là cái chương trình mình là một cái chương trình rất là nhân văn và ý nghĩa không? Tin là những khán giả quen thuộc thì đã một lần ít nhất xem những chương trình từng phải cười, phải khóc, đã xúc động, và Hát Mãi Ước Mơ là một trong những cái chương trình như vậy. Họ có thể khiến người xem cảm thấy có đồng cảm và thể hiện được cái sự quan tâm của mình đối với những người trong xã hội, thì anh rất là cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi được có thể trở lại ngày hôm nay. Bây giờ thì anh có sẵn lòng tặng cho em cũng như là anh chị ở đây và tất cả các bạn khán giả của Hát Mãi Ước Mơ một bài hát không ạ? Cho nên là hôm nay anh sẽ hát một cái bài mà nằm trong tập 6 sắp ra mắt của một cái show âm nhạc của anh. Thì hy vọng là khán giả nào mà yêu mến âm nhạc của anh sẽ thích ca khúc này. Dạ, xin mời anh. Ngoài kia tôi thấy có hai người tình ôm nhau không nỡ chia lìa. Còi tàu ngân tiếng vang vọng sân ga, chợt làm ánh mắt nàng xót xa. Rồi trời lất phất mưa rơi thật buồn, chiều hoàng hôn rất chưa muộn. Rồi nàng cũng bước lên tàu cùng vali, mà nhìn ánh mắt chỉ hướng xa xa. Tàu đi lăng bánh dần qua biển băng xanh, nàng đang khóc hết nước mắt, gương mặt mong manh hòa vào tiếng mưa rơi đang vô tình đập vào ô cửa. Chàng gọi theo tiếng, còn tôi vội vã đưa mắt đi, không nói câu gì, là do tôi quá yêu đuối, thương cảm cho người. Trời đã tối đi nhanh, sao ta còn chờ đợi những thứ vô may. Dạ, cảm ơn bài hát rất là da diết và ngọt ngào mà anh vừa tặng cho chương trình ạ. Bây giờ xin mời anh Phạm Hồng Phước về vị trí của mình. Và bây giờ thì tất cả chúng ta đã sẵn sàng rồi. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với vòng 1 mang tên Ước Mơ. Và câu chuyện đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay sẽ là về một cô bé có tên là Đoan Trang. Với cái tên rất là dịu dàng nhưng mà cô bé là có tính cách vô cùng cứng rắn. Hiện tại thì bé vừa đi học mà còn phải vừa đi làm công việc là sửa xe và vá lớp để phụ anh trai của mình, mồ côi cha mẹ từ nhỏ để tạo nên một Đoan Trang mạnh mẽ như ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô bé. Trang. Hiện tại thì em đang 19 tuổi và em đang là học sinh. Dạ, hiện tại thì em đang ở với lại anh chị. Dạ, hàng ngày thì em phụ anh chị em vá lớp xe ô tô để có tiền đi học. Cô
con biết đi đâu đen này thờ nhỏ thì cha mẹ chúng nó chết sớm rồi. Nó hồi nhỏ nó anh nuôi nó hồi lúc nó còn cỡ này. Cỡ nó con tôm mấy tuổi à? Con có 2-3 tuổi rồi đó. Nuôi bữa nay tới đây là nó cũng bữa nay nó học có 12. Dạ có một vài chú thì tới giá xe nhà em thì hay hỏi là sao con gái mà lựa cái nghề này rồi làm khổ rồi sao. Thì em cũng nói thẳng thì em cũng thích. Dạ em muốn sau này em sẽ làm một kỹ sư giỏi để phát minh ra một số thứ. Với lại em một phần em thích, với lại một phần là em phải có trách nhiệm. Nên là em tự bản thân em phải giúp anh chị một phần nào đó. Dạ lúc mà ba mẹ em mất hết thì em giống như bị mất hết những chỗ dựa vững chãi. Nên là em cũng có một phần cảm thấy mình bất hạnh. Em cũng có buồn nhiều với lại khóc nhiều. Nhưng mà em nghĩ là gì rồi cũng sẽ qua hết. Nên là em cố gắng mạnh mẽ hơn. Tôi chạy theo ánh sáng, cuối con đường nơi mẹ tôi vẫn đứng. Đón tôi lúc tan trường, nụ cười ấy mà nó theo tôi về nơi xa xôi. Em muốn dùng giọng hát của mình để một phần nào đó đền đáp công ơn nuôi dưỡng của anh chị từ nhỏ tới lớn. Anh chị cũng như một người cha, người mẹ. Tình cảm mà dành cho người cha của mình đúng không? Dành cho những bậc sinh thành. Thế này
Tại sao khóc? Tại hát hay quá. Mà cái bài đó đó, bất cứ ai ngồi dưới đây có cha có mẹ mà tự nhiên một ngày nào đó tự nhiên mình ngồi như tự nhiên mình ngồi mình nhìn cha mẹ mình già đi, cái càng ngày càng già. Mắt kém tay chân thì xuống, cha già rồi đúng không? Thật sự là từ nhỏ tới giờ á, chị hát bài mẹ cũng mà chưa bao giờ hát bài nào về cha hết á. Cho nên là hôm nay nghe bài cha xúc động. Cuộc đời còn có bao nhiêu lần, anh tin là câu chuyện của em sẽ có thể làm cho tất cả mọi người xúc động bởi vì cái tình yêu mà em đã dành trong ca khúc này. Cảm ơn. Ngày hôm nay thì cũng có sự xuất hiện của anh chị của bé Đông Trang nữa. Em xin mời anh mình lên sân khấu luôn ạ. Nói về cuộc đời bé Đông thì lúc nuôi bé Đông là hồi còn nhỏ. Lúc nhỏ cha mẹ chết hết, cha chết trước rồi đó, mẹ đã chết sau. Hồi mấy tuổi Đông anh? Lớp 1, lớp 2 vậy đó. Thu nhập mình có đủ không anh? Tại vì nếu mình là thành 6 nhân khẩu trong nhà tổng cộng. Ngày nói chung mà hai chồng làm cũng kiếm được 200-300 ngàn. Dạ. Thì để cũng gói ghém để sống qua ngày. Em sẽ gửi tặng gia đình 5 triệu để anh trang trải trong nhà anh nha. À, cảm ơn. Thì sẵn em cũng nói tiếp chị Trâm thì anh muốn gửi tặng cho Trang và gia đình 2 triệu để cho em nếu mà có vào đại học em mua sách vở gì chị em ơi. Anh gửi anh ạ. À. Dạ, và đây là tấm lòng của hai anh chị dành tặng cho gia đình mình. Vòng sau là phải cố gắng là thi tốt hơn nha. Thưa quý vị, và câu chuyện tiếp theo chúng ta sẽ được gặp gỡ một chàng trai bán trà tắc với hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng ấy đến đây không phải là mang giọng hát để giúp đỡ bản thân mình mà là muốn giúp đỡ cho ba mẹ con vừa mới mất đi người chồng, người cha là trụ cột chính trong gia đình. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng xem đoạn video clip sau. Em tên là Nguyễn Anh Thoại, em 25 tuổi, em đang bán trà tắc. Hồi trước kia thì em đang làm MC ở nhà hàng tiệc cưới, thì công việc thì nó cũng ổn định. Thì em bị tai nạn giao thông là bị đứt dây chằng ở đầu gối, lúc đó em đi đứng không có ổn định. Rồi trong thời gian như vậy thì em bị mắc nợ, mỗi chân bị nợ khoảng hơn 100 triệu ấy. Thì em mới tìm cách để em trả nợ, chứ hoàn cảnh gia đình cũng hơi khó khăn. Thì em bán nhiều thứ, sau đó em bán cuối cùng là bán trà tắc. Thì bây giờ cũng đang vươn lên. Dạ, em biết được hoàn cảnh của chị Thừa qua Hội Thiện Nguyện Liên Hương. Em cảm thấy mình cần phải làm gì đó cho chị Thừa bởi vì hoàn cảnh của chị rất là khó khăn. Công việc của tôi thì cũng đi gánh mướn, cũng kêu vét cũng bình thường vậy thôi chứ không biết làm cái nghề gì nữa. Chứ không có ở không. Em Thoại ở bên ông Phước á, nó từng xuyên nó cũng qua thăm hỏi, nó cũng an ủi, nó cũng khuyên năng mình nữa. Vì cái chỗ đó mình cũng cố vươn lên để mà nuôi con sau này cho nó ăn học. Ba mẹ con người ước mơ một cái nhà như vậy là cuộc đời tôi làm không nổi, ước mơ một cái nhà không nổi. Cái nhà này đất á, là đất nhà, đất ở đậu ông anh chồng mà thôi. Ở về sau á, nó mưa xuống á, là ngoài đường cái nước chảy sao là ở trong nhà nó đóng dũng y vậy, nhưng mà một cái dòng sông như là cột kèo đồ nó đã gãy hết rồi. Nếu mà mưa xuống là ba mẹ con là chạy vô đây vô nhà nhỏ là núp à, không có dám vào, da sợ nó sụp nhiều cái bất tử. Cuộc đời của tôi làm tới già sợ chưa chắc gì cắt lên cái nhà nổi. Ước mơ của tôi là hy vọng cái nhà thôi.
quen con về. Chiều nắng tắt thành phố đang săn mùa đông. Chán ngồi bên mái hiên, một manh áo đơn sơ cùng năm tháng. Nhìn dáng cha hao gầy, một mái tóc giờ đã phai theo thời gian. Cho đời con lớn khôn, chợt hôm nay ngoài hiên mùa đông đến. Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gấm hoa. Rồi bao tô rớt trên vai, đời dần bao gian khó. Mồ hôi cha ướt những lối con qua, từng ngày than sống gian nan mà thiết tha. Cuộc đời đã biết tên con vì có cha, từng ngày than vẫn gian lao, đời dần bao vai áo. Tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao. Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gấm hoa. Rồi bao tô rớt trên vai, đời dài bao gian khó. Cuộc đời đã biết tên con vì có cha, từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sơn bao vai áo. Tình cha lớn lao hơn ngọn núi các bạn. Tại vì là trong xem clip và trong thấy bản thân mình cũng có những khó khăn riêng, ngoài cái chuyện là mình có tuổi trẻ vươn lên mà mình còn rất là có tâm để mình giúp đỡ những mảnh đời xung quanh nữa. Ngoài ra thì cách nhả chữ của em, giọng em rất là ổn định, rất là chắc, giọng nam chuẩn, hát những nốt cao cũng rất là tốt. Và một cái nữa mà anh muốn gửi lời khen đến nhau, đó là con người sống ở đời thì cố vào tấm lòng. Và em là một người mà anh tin là có rất nhiều tấm lòng, bởi vì em đã sống rất là tử tế với mọi người khác. Cảm ơn anh Phạm Hồng Phước. Thoại ngày hôm nay đến với chương trình là muốn dùng giọng hát của mình để giúp đỡ cho gia đình chị Thừa. Em ở đây cũng có sự có mặt của chị, em mời chị lên sân khấu luôn ạ. Rồi có ai bình thường giúp đỡ cho chị thêm về kinh tế không? Dạ, nhiều cái người ta thấy hoàn cảnh khổ, rồi ta kêu đi làm, cũng đi làm cũng mưa máu gì. Bây giờ đổ rác thì một tháng được bao nhiêu tiền? Dạ có 1.390.000 ạ. Phụ hồ nó chỉ là chừng nào mà có ai làm nhà mình mới tới mình dạ. Làm còn không có thì thôi đúng không? Dạ. Một ngày phụ hồ đó là chị làm mấy tiếng mà được bao nhiêu tiền chị? Tầm mấy ngày? Dạ. Trời khổ ghê. Có hai đứa con gái phải không chị? Dạ em đi làm về mệt á, nó lo cho em á. Dạ. Nó nói ba mắt rồi mẹ còn mình mẹ con lên hai chị em con nuôi từ nữa. Tuy là mình khó khăn nhưng mà chị chưa bao giờ từ bỏ, chị làm rất là nhiều việc để lo cho con cái của mình. Đây là một cái mà em nghĩ không chị em mà rất là nhiều người xem, khi mà xem chương trình này người ta sẽ cảm thấy rất là nể phục chị. Mà với riêng em thì em muốn phụ giúp chị một phần nhỏ nào đó, em gửi tặng chị 3 triệu để chị có thể lo phần nào. Cảm ơn nhạc sĩ ca sĩ Phạm Hồng Phước. Em cũng gửi chị 5 triệu nhé. Dạ cảm ơn rất là. Em phụ luôn chị 5 triệu. Dạ cảm ơn chị. 100. Dạ. Dạ. Gửi chị. Dạ. Dạ. Cố lên. Cảm ơn. Cố lên. Nhạc sĩ Trấn Thành. Ca sĩ Phạm 200 và Phạm Hồng Phước. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh Thoại.
Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một câu chuyện cảm động mà một cô sinh viên mang đến cho chúng ta về một gia đình mà tất cả mọi người trong nhà thì ai cũng gặp khó khăn về bệnh tật. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng xem đoạn video clip sau. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhung, em đang sống ở Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận. Dạ, hiện tại thì em đã nghỉ học và đang đi hát. Em bị tai nạn thì em nằm bệnh viện khoảng hơn một tháng. Là sau đó em bỏ luôn kết quả, năm sau em sẽ học lại. Đó là em đi hay đi từ thiện với mấy anh chị và em gặp được gia đình chú Mười. Em thấy gia đình chú đáng thương, em mới tìm hiểu. Và xong em thấy thì mình nên giúp chú. Mà hoàn cảnh ở nhà thì khó khăn, mẹ con cũng hồi lúc trước cũng đi đào trên chép đồ ăn đồ bậy bạ vậy. Vậy bây giờ thấy thằng trẻ đồ nó cũng tội nghiệp đồ, kể cho hai đứa nó ưng nhau đồ vậy về rồi. Hàng ngày nó cũng đi xin cá, có bữa thì nó bán bữa được 30, 40, 50 rồi vậy. Nói chung là tới mùa hành đồ thì mình đi làm bữa kiếm vài 30 rồi vậy sống. Có cá thì nấu cơm rồi ăn, còn có thì cũng ăn nước mắm, nước muối rồi bậy bạ mẹ con nuôi út. Nhiều khi cũng buồn, tuổi cũng khóc cho thấy con mình cũng tật mà thằng dễ cũng tật. Mà giờ có một đứa con thì nó cũng lanh lẹ thiệt. Mà cuối cùng hoàn cảnh khó khăn quá thì cũng có đồng tiền mà để lo cho cháu đồ nó ăn đi học. Nói chung ấy mà con mình nó có nhà có cửa đồ đầy đủ rồi rồi là điều đó mình vui à. Dù mà ngày đó mình không có ăn mình cũng vẫn vui, nó vui là thằng con dễ mình nó có cái nhà để cho có vợ chồng nó nương náu, chứ mình thì mắt mũi không có, làm gì mà có để mình lo cho dễ con mình nó có ngôi nhà nó ở. Con đi học từng chuyện á, ta vợ hơi sương.
quần trời mênh mông như bà du lúc xưa ba còn thơ bé. Đôi khi là chưa hề đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn vì ba cầm lấy hơi sương, ông dạy ba lớn lấy sức mạnh phi thường. Anh Thành thấy sao ạ? Giọng hay lắm, giọng đẹp, trong trẻo, tình cảm, giọng tình cảm lắm. Dạ, cảm ơn anh Thành. Này em thấy bé này nghị lực lắm, tại vì là bị tai nạn nè, bị gãy chân nè, rồi bị mắt nữa, nhưng mà vẫn lên đây hát. Và ngày hôm nay trên sân khấu thì chúng ta cũng có thấy sự xuất hiện của chú Mười. Để chú Mười. Dạ, chú Mười ơi. Và khi mà mình bị cái vấn đề này rồi á, thì trong cái sinh hoạt gia đình mình nó có trở nên khó khăn nhiều không? Hay là anh vẫn đảm bảo được? Khó khăn lắm. Vợ còn thương nhiều không? Lắm. Trời ơi. Nhiều lắm. Mười, nếu mà bây giờ tự nhiên ấy, có ước mơ, cái không biết là anh Mười ước mơ gì? Điều chuyện đó cho vợ đi chuyện này á, chuyện này á. Đây là một bên không có thấy đường. Dạ. À, tháng anh kiếm được nhiêu tiền? Tại vì nhận có bị khăn cất là ăn luôn. Dạ, thôi, nói chung anh cũng không tiện nói chuyện thì em cũng không có dám hỏi nhiều. Thì thôi bây giờ em thấy cái quan trọng nha. Lúc nào anh cũng cười hết trơn trời. Dạ. Anh sống mình rất là lạc quan, thấy không? Anh rất là nghị lực. Thành thử ra là em thích những cái người sống nghị lực như vậy. Em phải ủng hộ anh thôi. Em sẽ tặng cho anh 10 triệu. Chắc là cho phép Phúc gửi thêm cho anh 13 triệu. Dạ, em gửi thêm cho anh 12 triệu rồi chẳng luôn 15 triệu. Yeah, dạ, rõ đẹp, số đẹp. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một người thầy giáo ở lớp học tình thương. Hằng ngày thì rất là nhút nhát và muốn dùng tiếng hát của mình để giúp đỡ cho gia đình người học trò nhỏ. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng xem đoạn video clip để cùng biết đến hoàn cảnh ngày hôm nay. Xin chào mọi người, tôi tên là Bùi Chí Viễn, hiện tại tôi là sinh viên 5 năm. Chuyên ngành thú y của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay tôi 23 tuổi. Dự án mang tên là Đường đến tri thức của Sugar Project. Thì dự án đó là một dự án tình nguyện của các bạn học sinh, sinh viên ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn sẽ đi dạy những cái bạn học sinh ở máy ấm với hình thức là một kèm một. Thì học trò của tôi là bé Sơn. Bé Sơn có hoàn cảnh rất là khó khăn. Tôi tên là Giang Thị Minh Trang, năm nay 48 tuổi. Tôi đang giúp việc nhà. Tôi đang ở với ba má tôi. Đầu tiên tôi bị tiểu đường. Lúc đó mình nghĩ là mình cuộc sống gian nan, thành ra mình mà đi tới bệnh viện nó đủ thứ, không mua thuốc uống mà không đi điều trị luôn. Thì đến chừng mà nhập viện vô là bác sĩ đó nói mình là bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Trong lúc cháu nó không có cha, nó mất tình thương đủ mọi thứ. Chị đứt ruột lắm, chị mới để cho cháu nó ở trên máy ấm. Cháu nó bị về thanh quản, thành ra nó ảnh hưởng qua cái hen suyễn. Cả đàm của nó cứng quá, phải tiểu phẫu. Cái thứ hai nữa, cháu nó bị thận lớn, thận nhỏ. Mẹ bé Sơn song song với việc đi chạy thận vào những ngày lễ là 3 năm 7. Rồi vừa chăm sóc bé Sơn ở trên bệnh viện Nhi Đồng, đi lại rất là khó khăn, tài chính lại không có nữa. Tội là tội cho nó, cháu nó còn nhỏ quá. Tôi cầu xin sao tôi có một số tiền để tôi
trị bệnh cho cháu. Tôi chỉ muốn nói với Sơn là thì sau chương trình này thì anh mong em sẽ có đủ nghị lực để có thể vượt qua được những khó khăn của phía trước. Tại vì đoạn đường còn rất là dài để có thể để em có thể thực hiện được ước mơ của em. Thì anh chỉ có thể đảm bảo rằng anh sẽ giúp được em một hết sức của anh trong thời điểm hiện tại. Gia đình của bé Sơn. Em mời chị. Trời, em nhìn chị em thương nó giống như kiểu khổ quá riết quen luôn rồi. Bệnh mà chủ yếu mình có tiền để mình lo cho con thôi. Tại lúc đó là chị đã vướng tiểu đường với bị tim rồi. Mà chị nói là chị đánh đổi cuộc đời chị để sẽ sanh nó. Chị cái ước là làm sao chị có số tiền để chữa bệnh cho cháu thôi. Bây giờ hiện tại cháu nó đang bị thận lớn thận nhỏ với dạ dày thanh quản. Chị có nghĩ là mình còn bao nhiêu thời gian không? Có chứ, cái bệnh của chị cũng có nghĩ chứ. Tại vì cái tim chị đã suy rồi. Mà huyết áp chị không lúc nào nó nằm về 17-18 á. Là chị biết cái khoảng đó là chị không sống kéo dài được. Gửi cho chị 20 triệu. Cảm ơn em. Đây là... Cảm ơn chân thành nhiều lắm. Cái sự đền bù cho cái cuộc đời không có công bằng với chị. Nên đây là cái điều tốt đẹp cuối cùng mà em nghĩ rằng cho chị một cái tia hy vọng nữa. Cuộc đời nó luôn luôn sẽ có một ánh sáng ở phía cuối đường. Em cũng gửi tặng chị 10 triệu. Coi như là gỡ vô sổ tiết kiệm cho bé. Và em cũng gửi chị một ít 2 triệu để mua có gì tập vở với lại đồ chơi cho bé Sơn. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ lại các thí sinh của ngày hôm nay. Xin mời các bạn quay trở lại sân khấu. Thưa ban giám khảo và tất cả các bạn khán giả, chúng ta có một trường hợp rất là hy hữu xảy ra. Bạn Tuyết Nhung không đảm bảo được vấn đề sức khỏe nên đã bị ngất ở trong hậu trường. Là bị sao anh? Dạ, bạn đã bị
tuột đường rồi tim đập mạnh, không thở được cho nên bị ngất. Ở tập này, điều đáng tiếc xảy ra trong chương trình vì lý do không đảm bảo sức khỏe để tiếp tục thi ở vòng 2. Thí sinh Tuyết Nhung đành phải tạm dừng phần thi của mình để nhập viện điều trị. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn có 3 thí sinh mà thôi. Hiện nay trên sân khấu chỉ còn lại 3 thí sinh. Tuy nhiên một vấn đề nan giải đặt ra, các thí sinh sẽ thi như thế nào trong phần hát sóng ca? Chúng ta cùng theo dõi chương trình để xem hướng giải quyết như thế nào nhé. Mình cứ cho cái bạn thí sinh có điểm cao nhất chọn bạn còn lại để xem cái trường hợp còn lại như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem điểm số mà bảng điểm hệ thống dành cho 3 thí sinh của ngày hôm nay. Bây giờ Đoan Trang sẽ có quyền lựa chọn người sẽ song ca với mình ở vòng tiếp theo. Em muốn hát chung với nữ em với nam? Dạ em muốn hát chung với bạn Tuyết Nhung. Tại vì chất giọng của bạn đó và lại phong cách của bạn đó rất hợp đúng không? Dạ, hai đã thấy giống nhau dạ, đúng không? Em cảm thấy rất là hợp. Bây giờ không có Tuyết Nhung, có Tuyết Trâm được không? Dạ em muốn hát chung với chị Trâm. Chị cũng rất là quý cái cá tính của em, cho nên là chị sẵn sàng. Dạ. Như vậy là chúng ta đã có được thí sinh để song ca của ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2, vòng chinh phục. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 2 mang tên chinh phục. Bây giờ thì hai đội của chúng ta đã sẵn sàng chưa? Mình sẽ cùng cử đại diện lên để có thể bấm lựa chọn bài hát nha. Và bài hát đó là Còn Tuổi Nào Cho Em. Dạ xin mời hai bạn mình cử đại diện lên để lựa chọn bài hát cho nhóm của mình nha. Bài hát dành cho anh Viễn và anh Thoại đó là Nước Ngoài. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần song ca của hai cặp thí sinh ngày hôm nay. Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều I'm
mới hướng nghiệp nè. Hướng nghiệp. Có mê làm ca sĩ không? Dạ hồi đó thì con cũng có mê nhưng mà giờ... Phải mê chứ. Trời cho giọng vậy không đi hát uổng. Nhưng hát phải biết, phải hiểu biết mới đi hát. Chứ không phải là giọng vậy rồi mang đi hát là chưa đủ. Phải học. Tuy nhiên thì là ở trong bài đôi khi mình hát em nhớ là phải lấy hơi. Tại vì ở trong bài nhiều lần mình hụt hơi á, cho nên người nghe, người ta nghe qua thì nó rất là bình thường. Nhưng mà mình hát đúng nhịp một chút nữa thì bài nó sẽ hay hơn. Tại vì giọng em cơ bản đã quá đẹp rồi. Rồi, chúc đoàn trai sẽ may mắn và nhận được số điểm cao từ ban giám khảo nha. Cảm ơn em. Mẹ ơi, con mới xong việc đã lâu, con chưa gọi về nhà ta thế nào? Cha có đỡ đau ốm hơn không? Mùa đông đã xong rồi, mẹ nhóm thân ấm cha ngồi để với gió rét bên trời. Mẹ bên đây tuy rơi nhiều lệ chân về sau cả chiều ở nơi xứ người cũng may sống chung mấy anh em chỉ lúc chẳng yên bình bạn con nó không một mình làm ai cũng nhớ gia đình ngày chưa biết quê ta nghèo chỉ mơ bước đi muôn nẻo thả đôi cánh bay xa hoài ô hô nước ngoài giờ con đã ở nơi này cuộc sống khá xa qua vậy chỉ mong bất lo tương lai vì con đi kiếm đồng tiền cho thôi nơi dấu vân tiền đến xin mẹ chớ chào mẹ chưa nghĩ người bên đây chúng con mến thương nhau một mái nắng xanh trời rời nơi nương náu một thời và trong đôi mắt ra người riêng bài này khen cái anh chàng nhút Viện. Nhát hơn tại vì bạn hát cái giọng bạn có vẻ hợp giữa hai bạn á thì bạn hát hay thì anh chọn bạn Thoại bạn Thoại vẫn từng nốt nhưng mà để cảm xúc á để mà anh có thể rưng rưng nước mắt được như lần đầu nghe bài này của Phan Mạnh Quỳnh thì là của Viễn. Cái điểm mạnh của Thoại là những cái nốt cao rất là sáng và chuẩn xác nốt nhưng mà nó lại không mượt. Còn ở Viễn á, em hát em rất là đơn giản luôn. Nhưng mà đôi khi mình hát đơn giản mà mình cứ để cho nó ra một cách tự nhiên mà mình không kiểm soát là nó sẽ bị chênh. Cho nên là cả hai bạn đều có những cái vấn đề của riêng mình. Cũng khó. Xin mời quay trở lại sân khấu sự xuất hiện của bé Đăng Trang. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng biết được số điểm mà ban giám khảo dành cho 3 thí sinh của ngày hôm nay. Xin mời bạn điểm. Đầu tiên, đó chính là số điểm của giám khảo Trấn Thành. Dạ, chị Võ Hải Trinh. Đang ngang với nhau nha, gánh nặng đang đè trên vai của anh Phạm Hồng Phước. Thôi không gọi anh Thiên Hạ. Anh sẽ tốt. Như
vậy là ở trong vòng này chúng ta sẽ chia tay với lại Chí Viễn, và coi như là bé Nhung hồi nãy cũng đồng giải với Chí Viễn là sẽ đồng giải 3 trị giá là 8 triệu đồng. Và đây là giải thưởng dành cho thầy giáo Viễn ạ. Chú Mười ơi, con mời chú Mười lên để nhận giải thay cho bé Nhung. Như vậy là chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại hai thí sinh xuất sắc nhất của ngày hôm nay tại vòng 3 vòng tỏa sáng. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 3 vòng tỏa sáng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại hai thí sinh xuất sắc nhất của ngày hôm nay. Xin mời. Chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm loạn xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười cho con tôi. Chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi làm ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời tranh vinh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, xu đôi tay đi giữa. Thank you.
cái phần thi này á thì cả hai bạn đều chọn rất là đúng bài, rất là hợp với giọng của mình luôn. Đối với Thoại á, Thoại cũng có chọn được cái bài mà mình có thể phô diễn được cái giọng hát của mình, nhưng có cái chỗ tự nhiên cái quên như vậy. Nên ra đi chưa được bình an. Trong tôi như bóng mây lang thang qua cõi này. Nhưng mà vẫn bình tĩnh. Thì cái này thì Trâm khen Thoại là rất là vững. Còn với Trang á, chị rất là thích cái giọng của em. Cái giọng của em nó đặc biệt lắm kìa. Nó thô, nó mộc mà nó có một cái âm sắc riêng biệt luôn. Nghe câu hát ru em hơi à, ngủ thật ngon con hơi. Sau 9 tháng con trong lòng mẹ và giờ con chào đời. Thì Trang thì giọng đẹp nãy giờ tất cả mọi người đều nói rồi. Tuy nhiên thì hồi nãy ở vòng 2 anh Thành có nói một cái điểm mà giọng em rất là hút mic. Bởi vậy khi mà em hát những cái đoạn mà nốt rất là cao á, mà em để micro rất là sát như vậy, thì người ở ngoài khi nghe người ta sẽ cảm thấy rất là chói. Ở cái vòng này á, thì về phong cách biểu diễn mà cái độ vững ở trên sân khấu á, thì Thoại trình diễn rất là tốt. Và cái bài này giống như chị Trâm nói thì đúng là nó hợp giọng với em. Tuy nhiên thì mình cố gắng một chút ở những cái đoạn thấp á, mình đừng có để cho những cái nốt nó bị tù quá. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với điểm số của ban giám khảo. Xin mời bảng điểm. Đầu tiên đó chính là điểm số của giám khảo Trấn Thành dành cho anh Thoại. Dành cho Thoại 18 điểm. Và số điểm dành cho Đoan Trang ạ? Cộng 1 điểm yêu thương, giọng hát hay. Chứ Trang cũng ca trật nha, nha Trang. Số điểm của giám khảo Phạm Hồng Phước. Cô giáo chút sổ lúc nào cũng vậy, phải phe cái là hai người đều có những cái vấn đề trên sân khấu hết. Trâm gửi tặng Thoại 18. Trang thì giờ chị thích giọng nhưng mà cái phần trình diễn của em nó cũng không có được tròn trịa, cho nên chị không thể nào mà cho em điểm cao hơn được, thì chị cũng gửi tặng em 18. Điểm số hiện tại, anh Thoại 54 và Đoan Trang 55. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn 40% số điểm còn lại, tùy thuộc vào số lượt bình chọn của tất cả các bạn khán giả đang ngồi đây. Và xin mời tất cả các bạn khán giả, chúng ta sẽ bình chọn cho hai thí sinh. Các bạn hãy truy cập vào trang web hatmaiucmo.dienquan.com. Và các bạn nhớ là mỗi một bạn chỉ được bình chọn cho một thí sinh duy nhất mà thôi. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Và 30 giây bình chọn bắt đầu. Chúng ta đã thấy sự thay đổi số điểm trên bảng hệ thống. Rất sát sao. Sẽ là bao nhiêu đây? Còn bây giờ, chương trình Hát Mãi Ước Mơ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Em chỉ ước mơ là em có một công việc ổn định, sau này để lại cho hai đứa em còn lại. Mong ước là chữa bệnh cho Minh Quy, nó bệnh gan đó hết. Tôi mong ước bao nhiêu đó. Mong ước là mẹ mở trang này lại không có căn bệnh đó. Mong ước như vậy là để ba mẹ tự sống với con.
6, Hát mãi ước mơ, phát sóng vào lúc 20:30 ngày 23/8/2019 trên kênh HTV7. Hát lên những giấc mơ xanh trong đêm mộng lành. Chuyện